Thưa quý vị, ngày 4 tháng 12, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Thanh Vinh, 36 tuổi, cùng đồng phạm lái ô tô đi trộm 54 con bò của người dân ở tỉnh Phú Yên của Gia Lai. Theo đó, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Sơn Hòa đã theo dõi, mật phục Vinh và đồng phạm đưa về trụ sở làm việc Cảnh sát thu hồi tăng vật gồm hai ô tô, xe 7 chỗ và xe tải JAC, biển số Bình Định, 6 con bò và 33 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Vinh cùng đồng phạm khai trong tháng 11 đã lái ô tô đi trộm bò 6 lần ở huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hình của Phú Yên với tổng cộng 14 con, trộm 5 vụ khác 40 con ở tỉnh Gia Lai. Tất cả số bò trộm được đều đem bán ở Bình Định. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.